Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 26 tháng Giêng 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, sống trong một gia đình người Việt điển hình, Joseph đã phải vật lộn với những câu hỏi quan trọng nhất của đời mình về sự nghiệp, tương lai, không mấy xa lạ đối với con em các gia đình người Việt cả trong cũng như ngoài nước. Trong lần phỏng vấn trước thì quý vị đã theo dõi những suy nghĩ trong thời thơ ấu của Joseph Phúc Nguyễn. Lần này, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những suy nghĩ của Joseph khi anh bắt đầu để ý những câu chuyện bên trong gia đình, đến những trăn trở, trằn trọc của anh về hướng đi trong tương lai. Khác với những thế hệ trước, trong chuyện chiều lòng bố mẹ, tuy hiểu những nguyện vọng và kỳ vọng của gia đình về anh, Joseph vẫn mạnh dạn bước về một hướng mới theo những tiếng gọi riêng. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn giảng viên Joseph Phúc Nguyễn do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Còn từ lớp 5 đến lớp 12 thì nó có sự thay đổi gì nhiều hay là nó vẫn tự nhẹ nhàng từ lớp 1 đến lớp 12 là một cái sự thay đổi nó chỉ bắt đầu khi mà là đại học hay là nó bắt đầu từ trung học rồi? Tôi nghĩ là thứ nhất thì giống như mấy bạn bè trẻ của tôi á, thì thứ nhất thì không có nhiều suy nghĩ về cái bản sắc, cái bản tính là người Việt Nam. Những gì mà chúng tôi muốn hiểu biết hay là đã hiểu biết về cộng đồng người Việt Nam là qua bố mẹ của họ. Thì giống như là khi mà tôi nghĩ đến người cộng đồng người Việt hồi xưa thì tôi thấy là cộng đồng người Việt chỉ là một cái cộng đồng mình ăn Tết, là có trung tâm Thúy Nga, có trung tâm Asia, mình nghe mấy bài hát mà bố mẹ thích, rồi có một phần lịch sử bố mẹ dạy về Phan Bội Châu chẳng hạn. Và tôi không biết Phan Bội Châu là ai, là chỉ là một ông ngẫu nhiên đã làm cái gì tốt cho Việt Nam. Nhưng mà chính vì tôi lớn lên ở đất nước Sài Gòn thì tôi vẫn thấy là có một nhiều điều để kết nối. Tại vì khi mà mình làm thiếu nhi thánh thể chẳng hạn, thì trước khi mình bắt đầu những sinh hoạt thì mình phải chào cờ, đúng không? Khi mà sinh hoạt trong cộng đồng, tôi làm VSC trong high school, và đó là lần đầu tiên Vietnamese Student Association mà tiếp xúc với người Việt trong cộng đồng, chứ không phải của riêng bố mẹ mình. Và qua đó thì tôi, tất nhiên thì khi tôi lớn lên thì tôi càng tiếp xúc nhiều với cộng đồng người Việt thì tôi càng có một cái sự đánh giá cao đối với những kinh nghiệm của họ. Cho đến khi tôi vào đại học thì tôi đã có đủ cái kiến thức, đủ cái kinh nghiệm của riêng mình để mà kết nối cái đó với lịch sử, với văn hóa, với những cái diễn biến xã hội đang xảy ra trong cộng đồng, không chỉ ở Việt Nam mà cũng ở Hoa Kỳ và trong Quảng Nam nữa. Hồi nãy anh có nói tức là anh lúc đầu anh muốn học là bác sĩ, rồi sau đó anh mới chuyển sang. Thì cái quyết định mà lúc đầu học bác sĩ lúc đó đã trưởng thành như tự do mình lựa, hay là bởi vì bố mẹ nói mình đi vào con đường đó, hay là cái expectation của những người khác đi vào con đường đó? Mà tại sao anh lại bắt đầu từ cái đó, từ cái chỗ học đó mà chuyển sang cái chỗ khác? Tức là lúc đó mình có thấy được cái khát vọng của mình lúc đó là mình muốn trở thành người bác sĩ, quả thật mình có muốn hay không, hay là cái đó chỉ là đường mà mọi người thường thường vẽ ra cái đường điển hình cho mình đi như vậy? Dạ, cảm ơn anh. Tôi nghĩ là tôi giống như 90% người trẻ Việt Nam mà có bố mẹ Việt Nam, thì bố mẹ nào Việt Nam cũng muốn con của mình trưởng thành, thành công và có nhiều tiền trong xã hội, đúng không? Vâng. Thì bố mẹ của tôi giống nhau, chỉ muốn tôi kiếm tiền, thành công và có một vị trí trong xã hội để họ có thể đạt được cái ước mơ của mình, đúng không? Đúng. Rồi, và chính vì vậy, vì tôi lớn lên trong mấy cái cộng đồng và ai cũng có bố mẹ mong muốn họ làm luật sư, làm kỹ sư, làm bác sĩ, vân vân, thì tôi không biết có sự lựa chọn khác thôi. Cho nên là khi mà tôi vào đại học thì tôi tưởng tôi muốn làm bác sĩ không chỉ là vì tôi muốn làm bác sĩ, nhưng mà cũng là vì là bố mẹ đã muốn tôi làm bác sĩ và tôi không biết có con đường khác để theo dõi. Khi mà nghĩ đến lịch sử chẳng hạn, làm sao mà kiếm tiền nếu mà làm lịch sử? Và bố mẹ cũng đồng ý như vậy. Thực ra thì mẹ vẫn thỉnh thoảng nói là ồ,
làm sao mà con có thể kiếm tiền được? Con là giảng viên trong đại học Cal State Fullerton, nó nghe rất là cao cả, đúng không? Nhưng mà nói thật thì giảng viên không có được nhiều tiền. Nhưng tôi thấy là khi mà tôi ở đại học thì tôi mới bắt đầu nhận ra những cái điều tôi muốn làm và tôi không muốn làm. Và tôi thấy là tại sao mà có nhiều người bạn bè mà rất là quan tâm, rất là passionate về cái con đường medical school để giúp những bệnh nhân, và tôi thấy là cái nội dung của sinh học nó không phù hợp, dạ không phù hợp với tôi. Và tôi rất là quan tâm đến việc học ngôn ngữ. Thực ra thì bây giờ thì tôi có thể nói 4 thứ tiếng, tôi có thể nói tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha. Tại vì tôi rất là quan tâm, hồi xưa thì tôi rất là thích anime nên là tôi học tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha. Tại vì hồi trường trung học á, tôi có nhiều bạn Mexico, tôi muốn tiếp xúc với bạn Mexico thì tôi bắt đầu học ngôn ngữ, và nó mới là một cái cách để mà tôi tiếp xúc và hiểu được người bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Khi mà tôi, và cho đến khi tôi vào đại học thì tôi muốn học thêm tiếng Việt để hiểu thêm văn hóa tiếng Việt và Việt Nam. Và cái lý do chính mà đã khiến tôi tiếp tục cái con đường đó mặc dù tôi không biết cái tương lai sẽ ra sao là vì sau khi tôi học một số tiếng Việt, tôi đọc Khái Hương và Nhất Linh, tôi bắt đầu có một số cuộc trò chuyện tiếp xúc với bố mẹ, đặc biệt là mẹ, theo một cách mà tôi chưa tưởng bao giờ có. Tại vì mặc dù tôi có thể nói tiếng Việt, tôi vẫn không có cùng kinh nghiệm mà mẹ đã trải qua. Thí dụ những người mà thích Lam Phương, tôi biết Lam Phương, tôi biết Trịnh Công Sơn, tôi có thể nói chuyện với mẹ về những cái điều đó, về cộng đồng, cái kinh nghiệm của mẹ đã trải qua ở trại tị nạn ở bên Mỹ, hay là của bố. Tôi nhớ một câu chuyện của bố, và tôi nói hơi nhạy cảm, nhưng mà bố bị kẹt ở giữa biển với gia đình một tháng. Rồi bố đã kể chuyện như vậy là trong có một ngày mà có cơn bão đến, thì chiếc thuyền đó có khoảng 100 người bị bão. Rồi nó ở giữa đêm cho nên là người ta không nhìn thấy cái gì cả. Thì bố cố gắng giữ cái cột ở giữa và chỉ hy vọng sống sót được. Rồi buổi sáng trở lại thì bố đã nhìn thấy xung quanh có ai trong gia đình ở trong đó không, và bố đã nhận ra, đã phát giác ra là chị gái của bố không còn nữa, đã chìm dưới biển. Và đó là một câu chuyện mà qua việc mà học hỏi ở trong trường, học một cái lớp, ở trong lớp nó rất là academic, nhưng mà đó là một cách mà tôi có thể kết nối cái lịch sử mà tôi chỉ học trong lớp với một câu chuyện rất là cá nhân và đầy cảm xúc của bố của mình. Qua đó thì tôi có thể nói chuyện với bố, nói chuyện với mẹ về những cái câu chuyện đó mà tôi chưa tưởng làm khi tôi còn nói tiếng Anh. Thì thầy Quincy khi tôi học ở UCLA thì nó nói một câu thì rất là hay mà tôi vẫn nhớ mãi mãi, là khi nói chuyện với người ta bằng ngôn ngữ thứ hai thì mình đang dùng bộ não, tâm trí của mình. Nhưng mà khi mình nói chuyện với người ta bằng tiếng mẹ đẻ của họ thì mình đang sử dụng tấm lòng, trái tim của mình. Thì tôi rất là cảm thấy kết nối với cái câu đó. Tại vì những cái trò chuyện mà tôi đã từng có với bố mẹ, mặc dù tôi nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh thì tôi không có cái sự kết nối trong nó. Nhưng mà sau khi học lịch sử, học văn hóa, học tiếng Việt thì tôi có thể có những cái sự kết nối như vậy, không chỉ trong gia đình của tôi nhưng mà với cộng đồng. Và bây giờ thì tôi làm việc nhiều, sinh hoạt nhiều trong cộng đồng, thì tôi có thể kết nối với những người lớn tuổi một cách mà tôi nghĩ là ngay cả con cái của họ không thể kết nối với bố mẹ của họ được. Tại vì và đó tiếp tục cho tôi cái động lực để mà học thêm với cộng đồng và làm nhiều công việc, công trình tốt để giữ gìn cái cộng đồng tự hào này. Dạ. Yeah.